Chào các bạn, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn gài dây né một cách đơn giản nhất. Né của mình sử dụng hôm nay là loại né kẹp mở cái xấu. Nó sử dụng ốc hoa thị nên mình sẽ dùng vít hoa thị để mở nó. Vít này khi mua né người bán sẽ gửi kèm cho các bạn. Đầu tiên các bạn vặn ốc cho mở kẹp nó hở ra. Rồi. Về phần dây thì nó sẽ có hai mặt, đây là mặt trên, còn như này là mặt dưới. Để gài tránh bị nhầm lẫn thì các bạn nên để dây ở mặt trên. Mình sẽ cho dây vào, các bạn cho dây sát vào nhé. Rồi canh chỉnh sao cho đều. Sau khi xong các bạn dùng tay để giữ mở kẹp lại khi siết ốc và tránh tình trạng nó bị lệch nha. Các bạn siết chặt tay vào. Nếu các bạn siết lỏng thì khi bắn dây có thể bung ra giăng vào mắt mình. Với mặt bên này các bạn cũng làm tương tự. Xong, giờ mình đã có một chiếc né hoàn chỉnh, rất là chắc luôn, bắn không là bị tuột. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình một like và đăng ký. Cảm ơn các bạn.